Xin chào tất cả mọi người, cũng khá là lâu rồi thì em và Hằng mới gặp lại mọi người trong chương trình của Nhan Sạch Trúc Lâm đúng không ạ? Và chúng ta đang đến với những ngày của tháng 7. Thật sự đây là một tháng rất đặc biệt trong năm. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái ngày đặc biệt, và Nhan Sạch Trúc Lâm cũng đồng hành cùng với tất cả quý khách hàng. Chúng ta cũng sẽ có những chương trình cực kỳ ưu đãi đặc biệt dành cho quý khách hàng. Thì như chương trình livestream trước đó thì em cũng đã bật mí một chút xíu, và hôm nay là công ty bộ phận Nano Fresh sẽ có chương trình ưu đãi rất là lớn dành cho những cái sản phẩm về nhan sạch thảo dược, hoặc sinh thảo dược dành cho quý khách hàng trong dịp đầu tháng 7 này ạ. Và đầu tiên khi nói về các sản phẩm nhan thì chúng ta đều biết đúng không ạ, trên thị trường thì có rất nhiều những cái dòng nhan mà phần nhiều trong đó thì lại là những dòng nhan hóa chất. Mà nhan hóa chất thì nó sẽ mang đến khá nhiều những cái ảnh hưởng đến sức khỏe cho chính bản thân người dùng chúng ta, chưa kể đến môi trường xung quanh. Mọi người có để ý là những ngày rằm tháng 7 lúc trước, khi mà mình đi chùa mình hay bắt gặp những cái hình tượng đó là nhan đốt lên mà khói ngùn ngụt, và mọi người ở xung quanh đó vẫn phải chịu đựng cái khói nhan đó rất là cay mắt, rất là cay mũi đó, mà phải đứng ở đó để cầu nguyện. Và thì đó là những nhan hóa chất. Đúng rồi, và thường ở trong chùa có nhiều nơi người ta thắp nhan nhiều quá và khói ngùn ngụt như thế, thì sẽ có một vài người sẽ luân phiên và lấy bớt nhan ra khỏi những cái hương nhan đó. Đúng rồi, chúng ta thường gặp những hình ảnh đó. Và bộ phận Nano Fresh của công ty cổ phần Nano luôn luôn mong muốn mang đến những cái dòng sản phẩm đến từ thảo dược thiên nhiên, giúp cho chúng ta an tâm khi mà mình sử dụng, mình bảo vệ sức khỏe cho mình, cho người thân và cho cả môi trường xung quanh nữa. Mình đốt nhang nhưng mà lại là nhang ít khó. Và nhân dịp ở trong cái dịp mùa Corona mà chúng ta đang chung tay góp phần để mà đẩy lùi cái dịch này, thì nhang sạch thảo dược Trúc Lâm rất là tự hào vì là một trong những dòng nhang sạch trên thị trường. Để mà tại vì nhang là một cái sản phẩm trong đời sống tâm linh của người Việt từ xưa đến giờ, chúng ta không thể nào không bắt gặp những hình ảnh chúng ta thắp nhang lên dâng lên ông bà tổ tiên trong những cái dịp ví dụ như là dỗ gàm nè, hoặc là Tết, hoặc là những cái dịp thậm chí là chúng ta có thể thắp nhang hàng ngày nữa ạ. Và nếu như chúng ta thắp nhang hóa chất trong một thời gian dài thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe, thậm chí là dẫn đến ung thư phổi nữa. Và nhang sạch thảo dược Trúc Lâm thì nếu chúng ta sử dụng những loại nhang này ở trong mùa dịch thì ngoài cái việc đảm bảo là chúng ta không phải ảnh hưởng về hóa chất, mà chúng ta còn cảm thấy thư giãn thoải mái trong cái mùa dịch Corona này nữa. Và đặc biệt tháng 7 thì là mùa Vu Lan đúng không ạ, là mùa báo hiếu. Đối với những ai mà còn cha mẹ thì chúng ta cũng sẽ cầu chúc là cha mẹ mình được bình an, được khỏe mạnh, hoặc là thắp những nén nhang dành cho cha mẹ của mình nếu đã đi xa. Thì mình cũng mong muốn rằng những nén nhang mình thắp đó là những nén nhang mà không phải là hóa chất, tại vì mình không thể gửi một cái lời cầu xin về tâm linh mà lại gửi những cái hóa chất cho những cái đấng mình muốn xin được đúng không ạ. Thì Nhan Sạch Trúc Lâm đang có những chương trình thật sự rất hấp dẫn, và sáng nay thì em và Hằng sẽ chia sẻ với mọi người. Chúng ta đang dành thời gian của một buổi sáng thứ bảy đúng không ạ? Vậy thì mời mọi người vào xem chương trình livestream, cũng như là mời người thân bạn bè của mình vào xem để có những thông tin thật hữu ích mọi người nhé. Vâng, và có thể là không để cho mọi người chờ lâu ha, chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đến sản phẩm bên phía chị Diễm đi. Đây là một dòng nhang được gọi có tên là nhang sạch thảo dược Cúc Lộc Thọ. Trong mỗi hộp nhang như thế này thì số lượng là trong mỗi hộp lớn sẽ có 3 hộp nhỏ, và mỗi hộp nhỏ sẽ có 45 cây, tổng cộng trong một hộp lớn như thế này là 135 cây ạ. Và em mời chị Diễm có thể thu ra để mà khách hàng có thể hình dung rõ hơn về sản phẩm này ạ. Bây giờ mình sẽ khui một chút này nha. Đối với sản phẩm này thì thành phần là 100% là thiên nhiên nha cả nhà. Ngay cả cái chân nhang được nhuộm màu cũng là nhuộm màu thực phẩm được nhập khẩu từ Đức ạ. Đối với màu thực phẩm thì cực kỳ an toàn. Ví dụ chúng ta có thể bắt gặp ở trong những cái ổ bánh kem chẳng hạn, thường người làm bánh sẽ sử dụng những cái màu thực phẩm đó, và màu đó rất là an toàn cho sức khỏe. Cả keo để dính giữa cái thịt nhang và cái chân nhang thì cũng là keo mời lời nha, không phải là keo hóa chất. Và đây là một cam kết của Nano Fresh mang đến cho người tiêu dùng. Tất cả những dòng sản phẩm của Nano Fresh đều được thảo dược thiên nhiên, hoàn toàn không có hóa chất và tốt cho sức khỏe. Về điều đặc biệt là trong hộp nhang Phúc Lộc Thọ này thì mỗi hộp nhang sẽ có một mùi, gọi là một cái thành phần riêng biệt tạo nên khi chúng ta mà đốt lên thì sẽ có một cái hương thơm khác nhau ạ. Hộp chữ Phúc là 18 vị thảo dược hòa quyện với nhau. Hộp chữ Lọ từ chữ Lộc là hương bài, và hộp chữ Thọ thì là mùi quế. Cho nên là có một số khách hàng nói là bây giờ người ta chỉ thích cái nhang mùi quế thôi thì sao ạ? Bên Nano Fresh vẫn bán riêng hộp chữ Thọ nếu như mình chỉ thích một cái dòng mùi quế không các anh chị ha. Và đây là dòng nhang mà mình thường hay đốt ở nhà hàng ngày. Ví
ví dụ như nhà em đi, sáng là nhà em đốt 10 cây, tối 10 cây. Mọi người tưởng tượng nếu một ngày đốt 20 cây nhang mà mình dùng nhang 2.0 thì như thế nào ạ? Và vì thế cái trồng nhang thảo dược thực sự rất cần thiết cho đời sống. Đồng thời đồng hành với mọi người thì NanoFresh cũng có những cái chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn mọi người ha. Và đầu tiên chương trình ưu đãi dành cho dòng nhang phúc lộc thọ là gì ạ? Chúng ta sẽ được giảm 10% cho cái đơn hàng này. Đúng rồi, đơn hàng phúc lộc thọ cho dù mọi người mua một hộp mình vẫn được giảm 10% cho dòng nhang này. Đặc biệt nếu mọi người có đơn hàng trên 200.000 thì mình sẽ được tặng ngay một trong hai món quà cực kỳ đặc biệt, đó là hoặc là một cái túi than hoạt tính hoặc là một túi trà 100% linh lăng. Mọi người sẽ được chọn một trong hai sản phẩm này khi có đơn hàng trên 200.000. Đối em xin giới thiệu sơ lại về cái dòng nhang phúc lộc thọ này cho cả nhà. Độ dài là 29cm ạ. Và thường về những cái dòng nhang 29cm thì chúng ta sử dụng ở trong nhà. Đây là cái độ dài thông thường của một cây nhang. Nhưng mà nhận được sự đóng góp của khách hàng cũng như là phản hồi từ khách hàng báo là hiện tại thì có nhiều khu vực muốn sử dụng nhang nhưng mà không thể nào sử dụng với cái độ dài 29cm thì nó hơi cao. Ví dụ như những cái nhà bếp nó có diện tích nó hơi hạn hẹp, hoặc là sử dụng trong chung cư nè, hoặc là sử dụng trong văn phòng có máy lạnh, họ muốn cái dòng nhang mà ít khói một tí để mà phù hợp với những khu vực đó thì nhận được những cái phản hồi như thế thì NanoFresh đã cho ra đời một cái dòng nhang với độ dài là 20cm, đặc điểm là ít khói và rất là dễ chịu. Đây là dòng nhang 20cm với lại có những cái thành phần như sau. Đối với những hộp nhang như thế này thì từng loại từng hộp sẽ có một cái thành phần riêng biệt, ví dụ sẽ có mùi quế nè, mùi trầm hương nè, mùi hàng đàn nè, hoặc là 18 vị thảo dược hoặc là 24 vị thảo dược ạ. Thì tùy theo cái sở thích của mọi người, hoặc là lúc đầu khi mình mua mình chưa biết mình sẽ lựa chọn mùi nào, mình có thể mua để mình dùng thử mọi người. Những cái dòng nhang thảo dược thì mình yên tâm là nhang của Trúc Lâm thì vừa ít khói, mùi hương thảo dược thì nó chỉ dịu dịu nhẹ nhàng thôi. Khi mình đốt thì mình rất là thư giãn. Hoặc là những ai mà thích tập yoga hoặc là thiền á mọi người, khách hàng của bên em thì đặc biệt rất là thích mua cái dòng nhang này khi mà mình tập yoga hoặc tập thiền. Cái mùi hương nó cứ dịu dịu và khi mình tập mình càng thư giãn hơn, mình càng xả stress hơn mọi người ha. Với cái nhang loại 20cm này thì số lượng là 90 cây trong một hộp ạ. Và đối với dòng nhang này thì về những thành phần ví dụ như cái chất kết dính là keo bời lời hoặc là chân nhang cũng là dựng bằng cái nguồn thực phẩm nhập khẩu từ Đức ạ. Và đây là một cái điều đặc biệt của bên nhang sạch Trúc Lâm mọi người ha. Những cái dòng nhang bên Trúc Lâm thì những cái dòng thảo dược đến không phải chỉ từ ở Việt Nam mà còn ở các nước khác nữa. Về cái màu nhuộm thì hồi nãy Hằng có chia sẻ là nhuộm cái nhuộm là từ Đức. Còn cái keo là keo bời lời, những cái thực phẩm thực sự rất là quen thuộc trong đời sống hàng ngày của mình. Để chúng ta dâng lên những cái nén hương lên ông bà của mình là những nén hương thật sự là tốt cho sức khỏe đúng không ạ? Vâng, và có rất nhiều khách hàng hay bị nhầm lẫn là trong một hộp nhang như thế này sẽ đầy đủ những thành phần ví dụ như trầm, quế, hàng đàn trong một hộp. Đối với lại dòng sản phẩm này có những cái mùi riêng biệt như cả nhà. Cụ thể là một hộp như thế này thì có mùi riêng biệt là mùi trầm hương nè, có quế chiên nè, hàng đàn nè, hoặc là trộn lẫn với lại thảo dược là 18 vị thảo dược hoặc 24 vị thảo dược ạ. Và những cái thành phần của trong những hộp nhang này thì Kim Lai đã thành một những cái đoạn video và đã post lên trên trang fanpage. Mọi người có thể vào chi tiết để mà chúng ta có thể tham khảo hơn, rõ hơn về dòng sản phẩm này ạ. Chúng ta có hai trang web mọi người ở phía sau em và Hằng này, có để sẵn hai trang web cho mọi người là nhangsachthaoduoc.vn hoặc là rimline.com.vn. Vào đây chúng ta đều tìm được những cái thông tin để mà mình tìm hiểu về dòng nhang này. Hoặc là mình muốn nhanh hơn, mình muốn đặt hàng thì trong chương trình livestream này mình có thể comment ở dưới hoặc là inbox vào trên fanpage Giang livestream. Còn không thì gọi giùm em hai số hotline, đó là 090-1186-173 hoặc 090-2828-961. Và nếu quý khách hàng chúng ta đang ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể đến địa chỉ là 173 Nô Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có thể nhìn tận mắt sờ tận tay những cái sản phẩm cũng như chúng ta sẽ liên hệ để được tư vấn cụ thể hơn ạ. Và khi đến địa chỉ 173 Nô Trang Long thì có những khách hàng nói với em là em ơi em có dời văn phòng hay không vậy? Tại vì nhìn vào cái ở phía trước thì mọi người thấy là có hình một cái camera rất là to và chữ Nano. Vậy thì em xin giới thiệu đó là NanoFresh là một trong ba mảng kinh doanh của công ty cổ phần Nano. Cái mảng camera cũng là một mảng của Nano và mảng NanoFresh với cái dòng nhang sạch thảo dược của bên em cũng là một mảng ở đó. Và mọi người tới đó thì cứ tự nhiên mà bước vào và hỏi là tôi muốn mua nha,
thì bên em sẽ hướng dẫn để mọi người có thể lên, mọi người nhìn tận mắt, sờ tận tay từng cái sản phẩm ở trên đây. Bên em không có giờ địa chỉ đi đâu hết mọi người ha. Vừa rồi là em và chị Diễm đã đi qua một cái dòng nhang là nhang cây. Bên em cụ thể là có hai kích thước là 30cm và 20cm ạ. Và bên cạnh những dòng nhang cây thì bên em có một loại sản phẩm là nhang nụ. Đây là một sản phẩm, dạ đây, có thêm một cái hộp như thế này để mọi người có thể xem ạ. Dòng nhang này thì có tên là nhang nụ thập bát la hán. Và vì sao nó lại có tên thập bát la hán với chị Diễm? Ở bên trong này thì mình có 18 nụ các anh chị, 18 nụ tương đương với 18 vị la hán luôn, hoặc thập bát la hán. Và ở trong đây nhan nụ này vẫn là nhan nụ thảo dược các anh chị ha. Một điều đặc biệt của nhan nụ đó là cái khói nhan nó sẽ không có bay lên, mà tùy theo cái đế đốt của chúng ta là hình gì thì cái tháp khói nó sẽ bay xuống theo hình từng cái đế đốt đó, và nó tạo lên một cái khung cảnh rất là đẹp. Khi mà mọi người tập thiền hay yoga mà mình đốt một cái nhan nụ lên, một cái nụ nhan, thì cái khói nó sẽ lượn lờ và nó sẽ bay theo cái thái khói. Ví dụ như là mình có hình Phật Bà hay là hình chú tiểu, còn không thì hình Quan Âm hoặc là câu cá, các vị tiên câu cá chẳng hạn, thì thật sự rất rất là đẹp. Và đây em có thể giới thiệu với mọi người, đây là một cái đế nhang cơ bản ha. Mình có thể ở khi mà mình đốt, mình để một cái nụ hoa ở trên thì cái khói nó sẽ không bay lên, mà ở dưới cái nụ này nó có một cái lỗ mọi người, thì cái khói của nó sẽ bay xuống, nó sẽ bay xuống theo từng cái, tạo lên một cái thác khói giống như mây vậy đó, rất là đẹp. Rất là đẹp, nó rất là bồng bềnh. Và khi mà mình đi làm về, mình đang mệt mỏi chẳng hạn, mình đốt một nụ nhang lên rồi mình ngồi đó mình thư giãn khoảng 30 phút. Thật sự là cảm giác nó rất là khỏe, và mình lấy lại ngay cái năng lượng của mình luôn mọi người. Đối với dòng nhang nụ này thì ngoài vấn đề tâm linh, nó còn hơn thiên về nghệ thuật nữa ạ. Có nhiều người sau khi một ngày mệt mỏi về, người ta thắp nhang nụ này lên, cái mùi rất là dễ chịu rồi, mà cái dòng thác nó chảy xuống làm con người ta cảm thấy thư thái, người ta cảm thấy rất là thích nhìn những cái dòng thác đó nữa. Và hiện tại đối với dòng nhang nụ này đang có chương trình khuyến mãi là cũng giảm 10% đối với dòng sản phẩm này ạ. Và các chương trình khuyến mãi thì một xíu nha, em và Hằng sẽ bật mí hết cho mọi người để chúng ta nắm một lần luôn ha. Bây giờ thì em và Hằng muốn mời mọi người đến với một cái dòng sản phẩm khá là đặc biệt của Trúc Lâm, của bộ phận Nano Fresh. Tháng 7 thì mọi người thường hay quan niệm là tháng cô hồn đúng không ạ? Cho nên là gần đây thì thực sự lúc ban đầu thì qua đầu tháng 7 thì bên em nhận được khá nhiều những cái đơn hàng của khách hàng, đó là mọi người muốn mua bột sông. Đúng rồi. Và Nano rất là tự hào, bộ phận Nano Fresh rất tự hào với có những cái dòng bột sông từ thảo dược thiên nhiên, có mùi là trầm hương này, hoàng đàn hoặc là thảo dược. Và tháng 7 thì mình có thể mình xông nhà, xông cửa hàng của mình, xông văn phòng công ty đúng không ạ? Và mình không chỉ là mình đúng rồi, còn xông cả xe nữa. Thì đó là những cái nơi mà mình có thể xông. Và ngoài cái việc là chúng ta xua đi ẩm mốc, mình còn trừ đi về tâm linh nữa, tức là trừ tà ma đi đúng không ạ? Đúng rồi, mang lại cái sự may mắn ạ. Đúng rồi. Ở đây thì vừa rồi chị Diễm có giới thiệu, bên em có những loại bột xông như sau. Thứ nhất là bột xông thảo dược ạ. Em đây là bột xông hoàng đàn ạ. Ở đây là bột xông trầm hương ạ. Đối với trầm hương thì có hai loại là trầm hương cao cấp và trầm hương đặc biệt ạ. Và đây là những cái dòng bột xông mà được rất là nhiều quý khách hàng ưa chuộng, mọi người mua về. Cách xông thì rất là đơn giản, mọi người thường nói với em là không có cái máy xông đặc biệt thì sao, là không cần đâu ạ. Mình coi cho dùm em một cái chén ha, đổ một ít bột vào, sau đó mình ngồi một chút lửa thôi, thì bột sẽ tự ngúng và tự cháy, sau đó tỏa cái hương ra khắp nhà. Khi mà mình xông như thế thì cả một cái không gian nó đều được bao phủ bởi cái mùi hương thảo dược, mọi người thật sự rất là dễ chịu, và thậm chí nó còn xua đuổi cả mũi nữa. Có nhiều người khi mà chúng ta tập yoga chẳng hạn, thì chúng ta có thể mua những sản phẩm này về để mà vừa thư giãn tinh thần chẳng hạn. Và vừa rồi thì đây là những tất cả những sản phẩm hiện tại công ty Nano, bộ phận Nano Fresh muốn chia sẻ đến mọi người. Và bây giờ em sẽ đi đến chương trình khuyến mãi áp dụng với những dòng sản phẩm như nha cả nhà. Đầu tiên là với tất cả các sản phẩm này, chúng ta đều sẽ được giảm 10% cho dù đơn hàng của mọi người là bao nhiêu hộp đi chăng nữa. Mua một hộp nhang 45cm, một hộp nhang phúc lộc thọ, hay là một hộp nhang nụ, một bịch bột xong, mình đều được giảm 10% cho bất kỳ một cái sản phẩm nào mà mình mua, với đơn hàng bao nhiêu cũng được ạ. Dạ đúng rồi. Đối với lại nhang sạch thể dục Trúc Lâm thì phúc lộc thọ thì có giá là 90.000 một hộp. Đối với lại hộp nhang 20cm thì có giá là 45.000. Nhang nụ thảo dược thì có giá là 69.000 đồng một hộp.
Còn với bột sông thì tùy theo bột sông mà chúng ta sẽ có những cái mức giá từ 70 cho đến khoảng 100 nghìn mọi người ha. Cái hộp đó là bao nhiêu? Dạ, đây là hộp nhan nụ thảo dược, nhan nụ thập bát la hán, và hộp nhan này có giá lẻ bình thường là 69 nghìn. Và khi mà mình mua thì một hộp này mình vẫn được giảm 10%. Và điều ưu đãi đặc biệt hơn đó chính là nếu mà chúng ta mua đơn hàng từ 200 ngàn thì sẽ tặng được một cái túi than hạt tính. Đối với túi than hạt tính này thì em xin giới thiệu sơ là túi than này mình có thể để ở những khu vực giống như là trong tủ quần áo nè, mình để trong xe hơi nè, những khu vực mình cảm thấy ẩm mốc, mình có thể bỏ túi than này vào. Thì đối với tác dụng của túi than này có thể là trừ ẩm mốc hoặc là những cái khí độc hoặc là lọc không khí ở môi trường xung quanh mình. Đối với những người có bệnh về hô hấp chẳng hạn thì đây là một trong những sản phẩm hỗ trợ rất là nhiều ạ. Và sản phẩm thứ hai, một trong hai sản phẩm mình có được nhận ha mọi người, đó là đây là trà 100% đinh lăng. Nó giúp cho mình tăng cường máu lên não và mình có một giấc ngủ ngon hơn, mình thư giãn hơn. Và cách pha thì rất là đơn giản, mình cho giùm em một giấm trà vào trong nước sôi để mình pha để cho nó ra trà mọi người ha. Tức là và em xin nhắc lại chương trình là mua 200 ngàn sẽ được hoặc là một túi trà đinh lăng 100% hoặc là một túi than hạt tính ạ. Và với đơn hàng từ 500 ngàn thì mình sẽ được tặng ngay một túi trà lọc đinh lăng. Trong một túi trà lọc như thế này thì có 20 gói nhỏ và thành phần bao gồm là đinh lăng, lá sen, tiên sen, cỏ ngọt, chè dây mường và mật gấu ạ. Và bây giờ em chia sẻ một ít cái công dụng của cái sản phẩm đặc biệt này được không? Vâng, với đinh lăng thì vừa rồi chị chỉ có giới thiệu là giúp tăng tuần hoàn máu não nè, chống các triệu chứng rối loạn tiền đình nè. Đối với tiên sen, lá sen thì có hỗ trợ về an thần, ngủ ngon. Cỏ ngọt thì giúp cho cái vị trà này nó dễ dịu hơn, nó ngọt hơn. Cái vị ngọt của cỏ ngọt sẽ giúp cho vị trà này dễ uống hơn. Đối với thành phần là mật gấu, cái mật gấu thì có tác dụng là mát gan, giải độc. Về chè dây mường thì có hỗ trợ về dạ dày. Đúng rồi, và dạ dày và đặc biệt là bệnh HP. Và thật sự một đơn hàng 500 nghìn mình sẽ được tặng ngay một túi trà như thế này mọi người ha. Và túi trà như thế này bình thường bên em bán là 75 nghìn, chiếc này mình sẽ được tặng luôn về để về mình có thể sử dụng. Ở bên trong là trà túi lọc thì mình rất là dễ pha, mình chỉ cần cho một vào nước sôi và mình để khoảng chừng 3 phút giùm em để cho ra trà. Vào buổi trưa nắng nóng như thế này, thời tiết Sài Gòn thì đang rất nóng, mà làm một bình trà đá và trà đinh lăng thì là rất tuyệt. Cho nên là đơn hàng 500 ngàn với các sản phẩm như thế này mình dùng ở nhà hoặc là mình có thể đi cúng dường ở chùa đúng không ạ? Thì mình sẽ được tặng ngay một túi trà như thế này. Và một điều đặc biệt hơn nữa, nếu mọi người đơn hàng từ 1.200.000 đồng trở lên thì mọi người có để ý là ở sau lưng em và Hằng có khá nhiều những cái hộp không ạ? Đây là những cái hộp về bộ tách trà ha, chắc là em nhờ đối với cái hộp này thì ở ngoài chúng ta có thể hình dung được là phía trong sẽ có một cái khay tre và một bộ tách trà, và em mời chị Diễm đưa ra để mọi người có thể nhìn rõ hơn cái bộ tách trà này ạ. Đây, ok. Đơn hàng từ 1.200.000 đồng với các cái sản phẩm của Nhan Sạch, chúng ta sẽ có một bộ tách như thế này. Nó gồm có một cái bình trà và mình sẽ có 6 cái tách. Ok, ở trong mình luôn luôn có một cái khay tre nha. Bên em đã phối rất là kỹ cho nên là cho dù chúng ta gửi hàng đi tỉnh thì cũng yên tâm là cái bộ tách của chúng ta vẫn an toàn khi về đến tận nơi các anh chị. À đây. Đối với sản phẩm này, khi chúng ta mua sản phẩm bên em được tặng những cái bộ tách như thế này thì đối với bộ tách này thì chúng ta có thể dùng để mà làm quà tặng, biếu tặng người thân bạn bè thì rất là sang trọng và rất là nhã nhặn ạ. Và em xin nhắc lại nha, đơn hàng từ 1.200.000 là chúng ta có thể sở hữu một cái bộ tách như thế này rồi. Được đóng gói rất là kỹ bằng những chiếc hộp rất là sang trọng và bộ tách trà rất là đẹp luôn. Đây là những cái chiếc hộp được đóng gói như thế này, chúng ta có thể vận chuyển đi xa đi tỉnh là đều rất là yên tâm, là chiếc bộ tách của mình về đến tận nơi là vẫn an toàn và nguyên vẹn. Và em nhắc lại một lần nữa nhé, khi chúng ta mua các cái sản phẩm từ Nhan Sạch Trúc Lâm thì chúng ta sẽ được giảm 10% cho đơn hàng, cho dù chúng ta chỉ cần mua một hộp nhan thôi mình cũng được giảm 10%. Và nếu như tổng đơn hàng của mình trên 200 ngàn, mình sẽ được nhận một trong hai món quà là một túi trà đinh lăng 100% đinh lăng hoặc là một túi than hạt tính ạ.
Và với đơn hàng từ 500 ngàn thì chúng ta sẽ được tặng một túi trà Đinh Lăng. Đây là túi trà lọc ạ. Bao gồm có 6 vị thảo dược, bao gồm là tim sen, lá sen, đinh lăng, cỏ ngọt, thì dưa mừng và thường cấu ạ. Và đơn hàng từ 1.200.000 đồng trở lên mình sẽ được tặng ngay một bộ tách trà có khay, một bình trà, 6 chiếc tách và được chứa trong một chiếc hộp rất là đẹp. Ở ngoài mình còn có một cái giỏ sách nữa. Vâng, và em xin bật mí thêm một xíu là hiện tại công ty bộ phận Nano Fresh vẫn đang có những chương trình áp dụng đối với là những nhà hàng chay hoặc những quán chay trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta muốn sử dụng những cái dòng nhang sạch không hóa chất thì chúng ta có thể liên hệ với bộ phận Nano Fresh với số điện thoại là 090 0909 1186 1 3 hoặc 090 2828 961 ạ. Và nếu như quý Phật tử mình có nhu cầu muốn mua nhang về để mình cúng dường tại các chùa thì vui lòng liên hệ với bên em để bên em cho mình một mức giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ đặc biệt dành cho quý Phật tử khi mà chúng ta đi trong chương trình dịp lễ rằm tháng 7 này. Và chương trình mẹ em bà Hằng vừa mới nói sẽ được kéo dài cho đến ngày thứ 7 tuần sau mọi người ha, cho nên tranh thủ giùm em là đến ngày 5 tháng 9. Đúng rồi, là ngày 5 tháng 9 là đến ngày thứ 7 tuần sau thì mình sẽ kết thúc chương trình này, cho nên là hãy lưu ý những chương trình đã được áp dụng. Hoặc là nếu như nãy giờ nghe mà mình mê cái sản phẩm đó, mình vẫn chưa nhớ được hết sản phẩm nào là có chương trình ưu đãi gì, thì cứ liên hệ vào hai số hotline 090 1186 173 hoặc 090 2828 961. Bên em sẽ tư vấn để mình cần sản phẩm nào mà mình được ưu đãi gì ạ. Và những cái chương trình khuyến mãi như thế này chúng ta có thể áp dụng đồng thời nha cả nhà. Mua một sản phẩm mình có chương trình khuyến mãi, mà mình mua từ đơn hàng 200.000 mình đã có thêm một chương trình khuyến mãi khác, từ 500.000 mình đã có một chương trình khuyến mãi khác, và đặc biệt 1.200.000 mình sẽ được tặng một bộ tách trà như thế này ạ. Và đây là những chương trình thật sự rất hấp dẫn mà bộ phận Nano Fresh và ở cái mảng đó là nhan sạch thảo dược đang dành cho tất cả quý khách hàng trong một cái tháng 7 rất là đặc biệt, đúng không ạ? Ngày Vu Lan, ngày rằm tháng 7, và chúng ta sẽ cùng nhau chung tay để cùng vượt qua những cái ngày tháng dịch như thế này. Và vừa rồi là toàn bộ những chương trình khuyến mãi cũng như những sản phẩm mà em và chị Diễm muốn chia sẻ đến với khách hàng ạ. Chúng ta có thể xem lại chương trình livestream nào, hoặc là liên hệ với số hotline công ty, hoặc đến địa chỉ công ty là 173 Nho Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể hơn nha cả nhà. Và em và Hằng xin được hẹn gặp lại mọi người trong chương trình livestream tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Chúc cả nhà một cuối tuần thật vui vẻ, hạnh phúc, và đừng quên những dòng sản phẩm với những khuyến mãi tuyệt vời của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại.